Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên lỗ của mình. Cứ một tuần một lần chúng ta lại gặp nhau. Kết quả giao dịch của mình tuần này khá là tệ, không được như mong muốn cho lắm. Kết quả là 2 thắng, 4 thua và 1 hòa. Vậy là mình vẫn lỗ vốn một chút. Không sao, dần dần mình sẽ có kinh nghiệm hơn. Ok, thì chúng ta bắt đầu xem những cái lệnh mà mình vừa vào tuần vừa rồi nhé. Mình trade ở cặp bảng Anh, đô la. Thì bao giờ mình cũng phải xem khung 4 giờ trước. Khung 4 giờ thì nó vẫn đang là một xu hướng tăng, khi mà cái đỉnh cao nhất của nó ở đây. Ê, và cái đáy tạo ra nó chính là cái đáy này. Thì nó là key level nha. Và nó đang là một xu hướng tăng. Ok, vậy thì mình chỉ buy thôi. Sau đó mình vào khung 1 giờ xem. Ok, 1 giờ thì nó cũng đang tăng, tại vì đây là key level chính của nó. Đây, mình xác định, lúc đấy mình xác định đây chính là key level chính của nó. Đây, giá nó đi thế này. Lên này, xuống này, lên này. Lúc này thì mình đã chờ nó vượt qua cái key level này. Và khi mà mình thấy một cái cây nến xanh như này, thì ngay lập tức mình đã vào khung 15 phút. Mình xem. Bây giờ mình chỉ mong chờ nó quay trở về cái key level này, nó retest. Và mình sẽ mua lên. Nó quay trở lại thì mình tiếp tục mình đợi. Thì nó đã đi sideways một lúc khá là lâu ở đây rồi, nên là mình sẽ nhốt bọn này vào một cái hộp nha. Đó, vẫn sideways trong cái này và mình vẫn chưa vào lệnh. Nó không thoát ra khỏi cái hộp này được. Và khi mà thấy một cái cây nến xanh nó chọc lên như này, thì lúc đấy thì mình đặt một cái lệnh buy stop ở đây để mình đi ngủ. Đấy. SL mình điểm nửa hộp, khoảng 30 pip trên cái đỉnh này. Đây, điểm vào lệnh của mình khoảng tầm đặt 2 chấm bao nhiêu ấy. Hơn 2 chấm một tí. Và chúng ta cùng xem giá chạy nha. Ok, vậy là cái lệnh này mình đã win 2R thì mình được khoảng tầm 29 đô. Thì mình đã áp dụng phương pháp này trong cuốn sách mà mình vừa đọc. Đó là một chiếc hộp sideways. Ở trên mạng thì mọi người có thể tìm trên YouTube là hộp Danvas nha. Mọi người có thể tham khảo. Và chúng ta sẽ sang lệnh tiếp theo nha. Lệnh cặp bảng Anh Yên Nhật. Thì lệnh này mình cũng không thích trade lắm, tại vì cái spread của nó khá là cao. Nó cách hẳn một đoạn cơ. Nếu các bạn vào trong MT4 thì các bạn thấy giá nó chênh khá là nhiều. Đây, cái lệnh của mình như này. Đây chính là cái key level của H4. Tại vì đây là cái đáy mà tạo ra cái đỉnh cao nhất này. Mấy cái đỉnh bằng này thì mình cứ coi như là một cái đỉnh thôi nhá. Giá nó sẽ đi như này. Lên, xuống, lên, xuống, lên. Và cái, đây chính là cái đáy mà nó tạo ra cái đỉnh này. H1 thì mình xác định key level của nó chính là đây, chính là điểm này. Mọi người có nhận xét gì về cái key level của mình đặt có đúng không nhá? Nó đồng pha, tuy nhiên thì nó lại chạm đến cái đỉnh cũ của H4. Bây giờ mình bắt đầu vào xem lệnh nhé. Đây, đến đây thì nó đã phá được cái key level tăng của H1 rồi. Và lúc đấy thì mình đã vào ngay khung M15 để mình trade. Đấy, mình thấy một cái cây nến pin bar ở đây, nó rút râu như này. Thì mình đã vào ngay một lệnh bán. Đây, trên này thì bán xuống dưới. Tỷ lệ là 1-2. À không, mình cho xuống tận dưới này cơ. Mình cho xuống tận dưới này luôn. Tỷ lệ 1-6. Lý do của mình khi vào lệnh này thì mình nghĩ là H4 tăng, H1 thì giảm, nó phá qua khi level tăng rồi. Và HM15 cũng giảm, tại vì nó đi xuống rồi. Đây, đây chính là key level của M15 và nó đi qua cái đáy này. Đấy, thì mình vào ngay một cái lệnh bán. Bán xuống cái key level H4. Đấy, thì chúng ta có H4 tăng, M1 giảm, M15 giảm. Đấy, mình có hai hợp lưu của H1 và M15. Bây giờ mình vào lệnh nhé. Ok, và lệnh này mình đã thua. Cái lý do mình nghĩ là mình thua ở đoạn này là do mình đi ngược xu hướng với H4, xu hướng lớn của nó. Hoặc là mình đã xác định sai key level. Và bài học mình rút ra được từ cái lệnh này là đừng bao giờ đi ngược lại xu hướng. Vì mình đang cưỡi trên con sóng nhỏ. Mình sẽ là những con cá hồi. Và khi mình bơi ngược dòng thì sẽ bị những con gấu trắng ăn thịt. Lệnh thua thứ ba của mình là lệnh u cạc. Khi mà mình xác định được nó đã phá cái đáy này rồi. Đây, các bạn xem một cái nến H4 nó đâm thẳng xuống như này, phá xuống và nó vòng lên, và mình mong chờ nó quay trở về cái key level cũ của nó là đây. Và đây chính là cái đỉnh cũ. Và đây chính là cái đáy cũ. Nó sẽ hồi về hai nơi này. Một, nó nảy xuống. Hai, nó sẽ hồi về đây, nó nảy xuống. Đây chính là cái suy nghĩ của mình lúc đấy. Mình đặt một lệnh limit ở đây, ngay cái đỉnh này luôn. SL là 45.
RR là 2. Một lệnh nữa mình đặt lệnh ở đây. SL là 25. Lên cái đáy này đúng là 3 luôn. Đấy, 3 này. Risk and reward là 3. Đấy, mình vào hai cái lệnh như này, mình để chồng lên. Và sau đó thì lệnh thứ hai cũng khớp. Đồng thời lúc đấy thì lệnh đầu tiên của mình đã SL. Lệnh này mình đã mất 1R. Sau đó thì lệnh thứ hai của mình cũng SL luôn. Thua cùng một lúc, mình mất 2R ở đây. Mất 2% tài khoản. Cái lý do mình thua ở cái lệnh này chính là đây. Các bạn có thể zoom ra H4. Giá nó không để phá qua được cái dâu này. Nó không phải phá qua được cái này. Và nó quay lên. Có nghĩa lúc này thì H4 nó vẫn chưa phá qua được cái đáy này. Và mình đã không để ý cái đáy bên này và mình đã thua. Thua một cái lệnh rất là buồn cười luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mình mong rằng sang tuần sau thì chúng ta sẽ có một cái tuần giao dịch thật là thuận lợi và có lãi. Không lỗ như tuần vừa rồi nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.